này bán thế nào vậy bà nhỉ? 40.000 40.000 là được chục cái. 10 cái là một mình, nếu mà chưa ăn cơm là cũng đã được hết đấy. Cô có ăn được không? Dạ. Tối tập trung lên cho cô ăn rồi đó. Dạ, dạ. Sơn, phải lắp. Mình sẽ review Judith ở trên đây. Đây là hoa viên lên thị trấn cho mọi người. Đây gió to lắm mọi người nha. Đây gần hồ Lắc. Đây là khu viên. Rất ít mọi người. Giờ lạnh lắm. Trời này thì đa số là rủ nhau đi ăn lẩu hết rồi. Trời lạnh phải ăn lẩu đúng không? Đi tầm xế chiều thì sẽ gặp rất là nhiều người hỏi sang đây thể dục đồ các thứ nha các bạn. Có trò chơi cho thiếu nhi nữa. Hôm nay mình đi muộn quá rồi. Giờ tầm 7:30 rồi các bạn này. Thôi, lúc đó mình sẽ có những món ăn này, con ăn lề đường. Thì đặc biệt nhất là món bánh xèo miền Trung nha mọi người nha. Mình sẽ bỏ qua ở hoa viên nè mọi người. Mình sẽ đi review ở dưới phố nha mọi người. Ở đây là hoa viên lâu năm nhất của thị trấn. Hoa viên này thì so với hoa viên mới thì nó khá là nhỏ. Ở phía trên này có rất là nhiều chỗ mà ăn uống nha mọi người. Trời lạnh này thì hợp với ăn lẩu hơn. Review cho mọi người cùng coi nha. Ở đây thì hết rồi. Đây cũng có một cái quán. Quán này biết có gì đấy. Này hủ tiếu các bạn. Hủ tiếu thì khá là quán thuộc. Đây là trung tâm chợ ở Liên Sơn nha mọi người. Đóng cửa đi thẳng đi kia. Đây thì có quán bánh mì, bánh kem nha mọi người. Đằng này thì có bún đỏ. Ở đây cũng có bánh xèo nhé. Mà tại vì mình quen ăn ở trên kia nha mọi người. Bà quay ngại lắm. Ở đây có bún bánh canh cá dầm, bánh canh cá dầm. Ở đây có quán nhậu đêm. Quán này gỏi vịt phải không ta? À đây chứ, đây mới là gỏi vịt. À rồi ok. Anh em giờ anh em sẽ đi vào làm miếng bánh xèo đi. Đây là cái khâu làm bánh xèo nha mọi người. À đây có trứng vịt lộn luôn. Để xe đằng đó đi em. Không thì dắt lên lề. Dạ. Dạ. Không sợ cướp nghề. Lâu lắm rồi không được ăn. Lâu lắm rồi phải không? 6-7 tháng. Ở trên Bình Dương bánh xèo khác. Dạ, to lắm. Dạ, đây bánh xèo miền Trung. Miền Trung là xèo nhỏ luôn.
cái này bán thế nào vậy bà nhỉ? 40 ngàn. À, 40 ngàn là được chục cái. 10 cái là một mình, nếu mà chưa ăn cơm là cũng đã được hết đấy. Cô có ăn được không? Dạ. Cô ăn rồi đó. Dạ, dạ. Ăn ở đây thôi. Bên kia là gì ta? À, xúc xích nướng đồ đó hả? Đây, ngã tư. Cái đường này là vô chợ nha mọi người. Ở đây điện mây xanh thì cũng mới có thôi. Mây xanh với thế giới di động mới có cách đây chắc 3-4 tháng nhỉ. Huệ Lăng vẫn còn nghèo lắm. Đây rồi, nhanh quá. Lên một cái xe thì không. Dạ. Yeah. Bà thao bánh xèo. Bà thao bánh xèo. Bà thao bánh xèo. Bà tăng bánh lắc quá. Dạ dạ dạ. À, đặt bà tăng bánh lắc. Đây nha mọi người. Là đủ một lần cuốn luôn. Chứ không như mình ăn ở trên kia là nó bự lắm, phải xé ra thì mới ăn được. Mà xé thì nó nát hết rồi. Không, tép một nơi rồi, bánh một nơi. Ăn nát nát này. Đây, có đông nha. Đây, nước chấm này. Tay run quá, trở lạnh. Đấy, mở cái mũi đó. Quân đi. Ăn ăn chị ăn miếng bao phải miếng bay sạch sạch chứ không ăn đâu rồi kìa ôm tóc cắt chịu tóc bị bưng ăn đi ăn đi ăn đi. Ủa sao hai nước chấm khác nhau ta? Chấm này khác này. Cái này nhiều lạc. Ở đâu có lạc đâu. Này. Có làm đồ mình kiểu. Thôi. Ai có lái xe. Ngon không? Tuyệt vời. Trước mình ăn sau. Đây nhìn mình. Ăn cơm no, ăn 3 chén cơm. Chúc ăn bún đỏ nữa. Ăn nổi không ấy nhá. Lẩu hả? Ở đâu có lẩu, con đêm có lẩu. Ăn cái á. Mì cay là trong mình mới có, còn là kia có. Mì cay ở đây đâu? Ở dưới kia, trong dưới kia có. Ở dưới kia mình quán trên này mới được. Nhà ba gì vậy? Nhưng mà quán trên này mới. Quán ông bé bèo ấy. Đi ăn đi, chúc đi ăn mì cay sau. Ăn em đi. 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 Chờ gì nữa. Chín lẻ đi. Để lâu rồi bâu. Ơi giời. Ớt mình cho vào nước chấm này. Để cho người ta khỏi nhìn mặt. Ngại lắm. Không. Ăn nhiều rau tốt da. Bỏ đi đừng có hút. Hút thuốc không tốt cho sức khỏe. Nghe mẹ cũng ngon lắm. Nằm miếng xem.
ăn bằng tay mới đau nhá. Đây. Ôi, không quấn được nữa. Mỗi tay. Đây, còn lại này. Đó, đừng thổi nhé. Thổi là xong thôi. Mời một người nhé. Ăn nhanh hay bụi lắm. Đã nhưng mà chưa ăn cơm thì hay. Ăn cơm mới no. Đây mọi người, ba anh em mình đã có mặt ở cái quán mì cay này, khá là sang trọng nha mọi người, so với những cái quán mà mình đã từng ăn. Lại được gặp mấy em hút dơ đi. Đây, anh em mình sẽ ăn full cấp độ luôn nha mọi người, xem nào phù mỏ trước nha. Khá sang trọng. Đây là phía ngoài đường nha mọi người. Đã order rồi. Đây rồi nha mọi người. Mình có gọi mì hải sản cấp độ 7 nha mọi người. Ta thấy hai con tôm to bự. Thấy khói bay bay là thấy nồng đấy. Không biết kiểu ăn nổi. Em cũng có 7 luôn đúng không? Ừ, như ra cái bộ này. Khói vi bút. À, cho thêm cái món dưa cà. Cái này em order hay là người ta cho? Kèm theo món order siêu cay cấp. Dưa cà đủ muối nha mọi người. Ăn đi. Còn bạn kia thì không ăn được cay. Mời đi, mời đi. Mời các bạn thì trước món mì cay đây. Mình trước mình cũng mới ra đây đó. Mình đâu ai biết mì cay đây. Nó tôm có những món tôm rồi, có tôm này xong rồi có, nói chung là đều được gia vị hết á. Đây gồm có mì, nói chung là mì xong rồi mì. ăn mì cay là không được lột vỏ tôm nha. Ăn cái mùi thấy nồng nồng mà. Nói chung mình thấy là thấy mùi, nhất là cái
cái nào mình khoái là ăn nhất rồi. Đó là chả viên, cá viên. Cá viên hay bò viên? Cá viên. Để sau nhé, mời các bạn cùng ăn thử nhé. Rồi, ăn đi. Ăn ít thế, làm một ngậm to to với dấu vàng không nó cướp. Thế nào? Ngon đấy các bạn. Mì cay ở đây cũng khác, nếu như ở trên phố thì nó cũng cay đấy, nhưng mà ở đây thì mì cay rất là cay. Nói chung lần đầu thì mình xuống đây chơi thấy mì cay ở đây cũng ngon đó. Mì cay thì phổ biến thì cũng rất là lâu rồi. Còn bây giờ mình review là mì cay ở trên núi. Thế cảm giác cực kỳ cay. Có ăn hết được không? Hốc cả nước luôn. Cái này em chưa thử. Đây là thử ăn lần đầu mình sao mà biết được không? Có cần chanh không? Của mình đây mọi người nha. Mày thì đang nóng nóng này mới ăn được, không thì nguội là bột ớt nó đông lại đúng không nhỉ? Đông lại thì ăn dính môi. Còn ở trên chỗ mình á, mình thì nó khá là đơn sơ. Có vẻ thôi đúng không? Có vẻ thôi. Có những cái quán mà chơi đến 12 cấp độ không? Trên núi xuống ăn mì cay mọi người ạ. Mì trên rừng rừng Long Biên. Xuống đây ăn thì mì cay. Từ trên nhà mà xuống dưới đây cũng mười mấy cây. Lâu lâu giải ngố thì cứ thỏa sức. Đến lượt mình thử đây. Không thích ăn tôm mấy. Thường thì hay ăn mì bò hơn mì này. Mời các bạn. Anh thích đến với anh lâu. Bình thường. Cay mấy hả? Vậy là đủ cay lắm rồi. Cấp độ 7 mà đâu có cay mấy đâu. Thank you.
Anh cũng đang ăn. Ồ, rất lâu mà ăn thì rất là nhanh. Mình ngọc luôn. Cay quá. Cái sự mi cấp độ 7 cay lắm các bạn ạ. Ăn đi môi không ngồi luôn rồi. Anh thấy bình thường mà hả? Anh thử ăn đi. Ủa, tương ớt nhỉ? Có tương ớt, có một cái rồi. Vì nó không cay. Nó cần tương. Mình ăn hết rồi nha mọi người. Nước thì không hút được vì cái nước này là toàn là bột ớt luôn. Hút vào dính vào dạ dày rất là không cay chút nào, không có tí cay. Mình sẽ dừng clip tại đây thôi nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người clip tiếp theo nha. Chào mọi người. Review như vậy thôi. Hết rồi.
Vậy nha mọi người, mình sẽ quay về nhà thôi. Quãng đường khá là xa.